các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 20. Về vấn đề Lào và Campuchia, Lê Đức Thọ nói Việt Nam sẵn sàng góp phần vào việc giải quyết vấn đề Lào và Campuchia, sẵn sàng bàn với các bạn Lào và Campuchia. Rồi lại nhắc lại, phải giải quyết cả vấn đề quân sự và chính trị. Có giải quyết xong toàn bộ vấn đề như vậy mới có thể đi đến ngừng bắn, có giám sát quốc tế và bảo đảm quốc tế. Kissinger cho rằng phát biểu của Lê Đức Thọ là rất hùng hồn và quan trọng. Ông ta cũng nói rằng hai bên nghi ngờ lẫn nhau, muốn dùng lợi thế quân sự để ép đối phương. Ông ta cho rằng phía Việt Nam có cách đề cập dựa trên những nguyên tắc chặt chẽ, lập luận phía Việt Nam xuất phát từ các nguyên tắc chung. Cho nên Việt Nam chỉ nhân nhượng một điểm nào đó sau một thời gian rất dài. Người Hoa Kỳ nghĩ rằng người Việt Nam chẳng thương lượng gì cả. Ông nhắc lại mục tiêu của Mỹ và nói thêm, quả thật, đây là đề nghị cuối cùng của chúng tôi, nhưng các ngài có thể đưa ra đề nghị của các ngài. Chúng tôi đàm phán, chứ không phải chúng tôi đưa ra tối hậu thư. Kissinger cũng bào chữa cho chính quyền Thiệu và nói Nixon thành thật muốn hòa bình. Xuân Thủy đề nghị giải lao, Lê Đức Thọ mời Kissinger ra vườn dạo chơi, còn Xuân Thủy lên gác, có lẽ để sửa chữa bản phát biểu của mình. Khi trở lại phòng họp, nỗi vui mừng của Kissinger tăng thêm. Và đúng như ông ta nói, thấy hy vọng khác thường khi Xuân Thủy trình bày đề nghị 9 điểm. 1. Rút hết quân Hoa Kỳ và quân nước ngoài thuộc phe Hoa Kỳ trong năm 1971. 2. Việc thả hết quân nhân và thường dân bị bắt sẽ tiến hành song song và hoàn thành cùng một lúc với việc rút quân nói trên. 3. Hoa Kỳ phải chấm dứt ủng hộ Thiệu Kỳ Khiêm lập ra ở Sài Gòn một chính quyền mới tán thành hòa bình, độc lập, dân chủ, trung lập. Chính phủ cách mạng lâm thời sẽ nói chuyện với chính quyền đó để giải quyết công việc nội bộ miền Nam và thực hiện hòa hợp dân tộc. 4. Hoa Kỳ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, phải bồi thường những thiệt hại do Mỹ gây ra cho cả nước Việt Nam. 5. Hoa Kỳ phải tôn trọng các hiệp định Geneva 1954 về Campuchia và 1962 về Lào, chấm dứt can thiệp và xâm lược các nước Đông Dương. 6. Các vấn đề liên quan đến các nước Đông Dương sẽ do các bên Đông Dương giải quyết. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẵn sàng tham gia vào việc giải quyết các vấn đề đó. 7. Các bên sẽ thực hiện ngừng bắn sau khi hiệp nghị được ký kết. 8. Quy định giám sát quốc tế. 9. Có bảo đảm quốc tế đối với các quyền dân tộc cơ bản của các nước Đông Dương. Những điểm trên đây là một thể thống nhất. Kissinger hỏi rõ thêm nhiều điểm, hứa sẽ nghiên cứu kỹ. Nhưng trước hết, ông ta có nhận xét về điểm 4, bồi thường chiến tranh. Ông ta nói rằng Mỹ không thể chấp nhận được vì Hoa Kỳ là một nước lớn. Chúng tôi đã nói nhiều lần là chúng tôi đồng ý cung cấp viện trợ kinh tế tự nguyện và thiện chí vì đó là nguyên tắc và danh dự của Tổng thống. Xuân Thủy, nước Mỹ được người ta quý trọng, không phải Mỹ có nhiều vũ khí và đô la. Điều cao quý ở đời là sự bình đẳng giữa các dân tộc dù lớn hay nhỏ. Mỹ đã gây ra thiệt hại, tất nhiên Mỹ phải đền bù, đó là chuyện bình thường. Đến đây cuộc gặp tạm dừng. Hai bên nói sẽ giữ bí mật và nghiên cứu ý kiến của nhau. Xuân Thủy cho Kissinger biết rằng bà Nguyễn Thị Bình muốn gặp đại diện cấp cao của chính phủ Mỹ để nói rõ ý kiến của bà ấy. Kissinger, tôi sợ bà ấy lắm. Xuân Thủy, bà ấy là một phụ nữ mềm mỏng. Kissinger, nhưng bà ấy ghê lắm. Để xem chúng ta có tiến bộ trong nói chuyện hay không, để xem triển vọng thế nào đã. Kissinger nhấn mạnh rằng,
Nếu bà Bình công bố 9 điểm thì Hoa Kỳ sẽ công bố 7 điểm. Xuân Thủy, chúng tôi giữ bí mật những điều nói trong diễn đàn này, nhưng chúng tôi làm sao ảnh hưởng đến bà Bình được? Khi từ biệt, Kissinger còn nói thêm rằng ông ta xem xét 9 điểm với thiện cảm và cố gắng tìm những điểm tương đồng, chứ không phải giữ bất đồng. Ông ta tin rằng đây là thời gian then chốt để hai bên có những cố gắng lớn lao nhằm đạt được thỏa thuận. Về sau, ông ta viết về cuộc họp đó. Các đồng nghiệp của tôi và tôi tràn đầy phấn khởi khi nghĩ rằng lần đầu tiên Hà Nội đã đáp ứng lại một trong các đề nghị của chúng ta, dù rằng sự đáp ứng đó còn rất khó để nói là một dấu ấn của sự độ lượng. Ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 1078. Trong báo cáo về Nhà Trắng, ông ta cũng viết, các nhà lãnh đạo của họ đã đi gần tới cách nhìn của chúng ta. Đề nghị của họ có nhiều điểm tích cực, đồng thời có nhiều điểm khó nuốt. Rõ ràng, họ muốn thúc đẩy cuộc thương lượng xa hơn và một cách cụ thể. Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1079. Cũng trong thời gian này, Hà Nội hạ quyết tâm, giành thắng lợi quyết định trong năm 1972 buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng trên thế thua, đồng thời chuẩn bị kiên trì đẩy mạnh kháng chiến trong trường hợp chiến tranh còn kéo dài. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, tập 1, trang 102. Trong thư ngày 29 tháng 6 năm 1971 gửi Trung ương Cục miền Nam, Tổng Bí thư Lê Duẩn viết: lúc này ta có khả năng kéo Mỹ xuống một bước nữa để giành một thắng lợi căn bản, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Muốn kéo Mỹ xuống nữa phải dùng chính trị, ngoại giao kết hợp với quân sự. Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của ta trong mùa xuân 1971. Việc Mỹ rút thêm quân cuối năm nay và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1972 là những sự kiện trùng hợp với nhau mà tạo nên thời cơ thuận lợi. Lê Duẩn, thư vào Nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, trang 271-272. Để phối hợp đấu tranh công khai và thương lượng bí mật, ngày 1 tháng 7 năm 1971, tức là 5 ngày sau cuộc gặp riêng giữa hai bên nói trên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Bình, trưởng đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời tại hội nghị 4 bên, đưa ra đề nghị 7 điểm. Vấn đề đầu tiên là đòi Mỹ rút quân Mỹ và quân nước ngoài thuộc phe Mỹ trong năm 1971, đồng thời thả tù binh cùng thời gian đó. Điều này phù hợp với nghị quyết của Thượng nghị viện Mỹ thông qua ngày 22 tháng 6 năm đó. Vấn đề lớn thứ hai là đòi chấm dứt ủng hộ nhóm cầm quyền do Thiệu cầm đầu, đòi chấm dứt mọi thủ đoạn, kể cả tuyển cử gian lận để duy trì bọn này và lập một chính phủ hòa hợp dân tộc rộng rãi, gồm 3 thành phần ở miền Nam Việt Nam. Về các vấn đề khác, như vấn đề lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam, vấn đề thống nhất Việt Nam, chính sách ngoại giao hòa bình trung lập của miền Nam, vấn đề trách nhiệm của Mỹ trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, bảo đảm quốc tế, chính phủ cách mạng lâm thời vẫn giữ như cũ, không có gì mới. 7 điểm này gần giống như 9 điểm, nhưng chỉ thu hẹp trong phạm vi miền Nam Việt Nam và chĩa vào Thiệu nhằm tác động đến tuyển cử sắp tới ở Sài Gòn. Việc đưa ra đề nghị này lại làm cho dư luận rộ lên về vấn đề Việt Nam và hội nghị Paris. Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Bộ trưởng Xuân Thủy cũng luôn gặp gỡ các báo chí Mỹ và đại diện các nước. Phong trào chống chiến tranh ở Mỹ lại bùng lên. Kissinger nhận xét rằng kế hoạch của bà Bình đã được soạn thảo một cách rất thông minh để lồng nó vào cuộc tranh luận công khai đang diễn ra ở Hoa Kỳ. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 1079. Quốc hội và báo chí Mỹ lại đòi chính phủ đừng bỏ qua một dịp chưa từng có để lập lại hòa bình. Chính quyền Nixon không dám bác bỏ ngay mà còn nghiên cứu. Tại Sài Gòn, lúc đầu chính quyền Thiệu cũng lên tiếng bác bỏ. Nhưng trước sự hưởng ứng của dư luận cũng phải tìm cách né tránh, nói giống như Nixon. Ngày 3 tháng 7,
Kissinger đi Sài Gòn gặp Thiệu Kỳ và Chủ tịch Thượng nghị viện ở đây. Ông ta còn gặp cả tướng Dương Văn Minh, người đã nắm quyền 3 tháng sau khi Ngô Đình Diệm bị Mỹ lật đổ năm 1963. Lúc đó có tin sẽ ra tranh cử Tổng thống với Thiệu vào tháng 10 tới. Từ Sài Gòn, Kissinger bí mật bay đi Bắc Kinh, gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Mùng 9 tháng 7 năm 1971, chuẩn bị cho chuyến đi thăm của Nixon sang Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm sau. Và sau đó, ngày 12 tháng 7, như quy định của hai bên trong phiên họp trước, Kissinger trở lại Paris hội đàm riêng với Lê Đức Thọ và Xuân Thủy suốt trong 3 giờ, một cuộc họp mà ông cho là đáng khích lệ nhất chưa từng có. Kissinger ở Nhà Trắng, trang 817. Kissinger trách Xuân Thủy về việc bà Bình đưa ra 7 điểm mà nội dung gần giống 9 điểm của Xuân Thủy, tỏ ý nghi ngờ về thái độ nghiêm chỉnh của phía Việt Nam và nói rằng các ngài cần lựa chọn giữa tuyên truyền và thương lượng, các ngài đánh giá sai về tình hình Hoa Kỳ từ năm 1969. Đến nay, các ngài lại dựa vào tình hình Hoa Kỳ năm 1971, các ngài cũng sẽ sai lầm nữa. Xuân Thủy tỏ ra ngạc nhiên trước những lời nói mở đầu của Kissinger. Ông nói, những ý kiến ông nêu ra để trách chúng tôi thì đáng lẽ ra chúng tôi phải trách các ông mới đúng. Ông nói với chúng tôi là không gây ra những sự bùng nổ. Nhưng ông vừa rời Paris được mấy hôm thì đã có sự bùng nổ trên chiến trường Đông Dương. Mỹ đang chỉ huy cuộc tấn công lấn chiếm cánh đồng chum ở Campuchia, chiến sự nổ ra ở vùng Mỏ Vẹt. Tại Việt Nam, máy bay B-52 ném bom rất dữ nhiều vùng cùng với các cuộc càn quét ác liệt đang diễn ra. Ở miền Bắc, các ông đánh phá vùng giáp danh giữa Bắc Việt Nam và Lào. Và cách đây mấy hôm lại ném bom lãnh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Kissinger ngắt lời Xuân Thủy và hỏi rõ ở vùng nào. Xuân Thủy, ở vùng Quảng Bình và Vĩnh Linh. Ngày 30 tháng 6 và mùng 1 tháng 7, Lê Đức Thọ thêm vào. Xuân Thủy tiếp, ông nói với chúng tôi là phải giữ bí mật, nhưng ông đi châu Á được mấy hôm thì Washington tung tin là có những cuộc gặp bí mật. Bà Bình yêu cầu gặp ông không gặp. Tất nhiên, bà ấy phải nói ở hội nghị Glenbeck. Nhất là ngày 30 tháng 6 đã qua, ngày mà bà Bình đề ra thời hạn rút hết quân Mỹ, nhưng các ông không đáp ứng thì bà ấy phải có tuyên bố khác. Bộ trưởng còn nhấn mạnh, Việt Nam dựa vào lực lượng của mình mà chiến đấu, chứ không chờ tình hình chuyển biến ở Mỹ. Năm 1964, khi các ông ồ ạt đánh Việt Nam, Thượng viện, Hạ viện và nhân dân Mỹ đều ủng hộ chính phủ Mỹ cả. Sao chúng tôi vẫn kháng chiến? Tóm lại, chúng tôi không làm tuyên truyền. Chúng tôi đưa ra 9 điểm là thật sự muốn giải quyết nhanh chóng. Tôi tin rằng những đề nghị của bà Bình cũng là để giải quyết chứ không phải để tuyên truyền. Kissinger nhắc lại sự nghi ngờ của ông, nhưng cũng nói muốn đi vào thương lượng nghiêm chỉnh. Lê Đức Thọ nhắc lại việc hai bên nghi ngờ nhau. Chúng tôi đã thương lượng với Hoa Kỳ 3 năm rồi. Hội nghị Paris không tiến triển được là do phía Mỹ liên tiếp mở các cuộc tấn công quân sự rồi hạ thấp hội nghị Paris hàng năm trời không có trưởng đoàn, trong khi Bộ trưởng Xuân Thủy vẫn ngồi nói chuyện với người thứ ba trong đoàn Mỹ. Nhưng Lê Đức Thọ không tranh luận về vấn đề này mà đi vào bình luận đề nghị của Kissinger. Ông nói, trong 7 điểm của các ông có những điểm mà chúng tôi đồng ý về nguyên tắc nhưng chưa đi vào cụ thể. Nhưng có điểm về nguyên tắc chúng tôi chưa đồng ý. Ví dụ, việc giám sát quốc tế về ngừng bắn tuy còn phải thảo luận, nhưng về nguyên tắc thì đồng ý. Việc tôn trọng Hiệp định Geneva 1954 về Campuchia và Hiệp định Geneva 1962 về Lào, chúng tôi cũng đồng ý và chúng tôi đã làm. Các ông nói phải có thể thức, đảm bảo quốc tế, chúng tôi cũng đồng ý. Còn vấn đề tù binh của hai bên, chúng tôi nói thả tù binh chiến tranh, các ông nói thả cả tù binh ở Đông Dương. Để thả tù binh, chúng tôi đòi Hoa Kỳ phải định ngày rút quân. Chính ông Nixon cũng nói,
thả tù binh thì Hoa Kỳ rút hết quân. Có một điểm ông đưa ra chúng tôi không đồng ý. Thí dụ, điểm 2 của các ông, rút quân ngoại nhập ra khỏi các nước Đông Dương, tác giả. Và điểm 6 của chúng tôi về việc giải quyết các vấn đề giữa người Đông Dương với nhau còn khác xa lắm. Theo yêu cầu của Lê Đức Thọ, Kissinger bình luận 9 điểm của Việt Nam, nhưng trước khi trình bày, ông ta bào chữa cho việc Hoa Kỳ ném bom Vĩnh Linh, Quảng Bình là do Việt Nam tập trung ở phía bắc khu phi quân sự, uy hiếp quân Mỹ. Ông ta vẫn cay cú về việc đoàn chính phủ cách mạng lâm thời đưa công khai 7 điểm và nói Mỹ đàm phán với Việt Nam chứ không phải với tờ Thời báo New York. Trong 2 ngày liền, mùng 2 và mùng 3 tháng 7, báo này có phê phán thái độ thiếu thiện chí của chính quyền Nixon đối với đề nghị của bà Bình và thúc giục Mỹ phải nắm lấy thời cơ. Chú thích của tác giả. Sau đó, Kissinger bình luận từng điểm một trong đề nghị của Việt Nam. Về điểm một, chúng tôi sẵn sàng đưa ra một thời hạn rút toàn bộ lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh như mục một của chương trình làm việc. Một khi chúng ta đã đạt được thỏa thuận về cái khung, chưa đi vào cụ thể của cái khung đó. Về điểm 2, chúng tôi chấp nhận cách viết của các ngài với 2 điểm, nói rõ thêm như sau. Hai bên sẽ đưa danh sách quân nhân và thường dân vô tội bị giam giữ trên toàn Đông Dương vào ngày đạt được thỏa thuận. Việc thả tù binh sẽ bắt đầu cùng ngày với việc rút quân của chúng tôi theo một thời gian biểu được thỏa thuận và sẽ hoàn thành cùng ngày với các cuộc rút quân. Các ngài nhận thấy chúng tôi bỏ điểm nói rằng tù binh phải được thả hết trong 2 tháng trước khi hoàn thành các cuộc rút quân. Xem đó là cử chỉ thiện chí và nhằm đẩy nhanh tiến bộ. Về điểm 3, tôi muốn gác lại và thảo luận riêng trong phần cuối những nhận xét của chúng tôi. Điểm 4 không thể chấp nhận được về nguyên tắc. Như tôi đã nói lần trước, tôi sẽ bình luận về điểm này sau khi tôi đã phát biểu về các điểm khác. Điểm 5, chúng tôi chấp nhận về nguyên tắc, nhưng không theo lời lẽ dự thảo hiện nay. Chúng tôi sẵn sàng tôn trọng Hiệp định Geneva 1954 và năm 1962 trên cơ sở có đi có lại áp dụng cho tất cả các nước. Chúng tôi xem các từ ngữ như Hoa Kỳ xâm lược là những sáo ngữ không thể chấp nhận được và phải bỏ đi. Có trao đổi ngoài lề một chút về vấn đề này không quan trọng lắm. Về điểm 6, chúng tôi chấp nhận nguyên tắc là tương lai của Đông Dương phải do các bên Đông Dương giải quyết trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào nội bộ của nhau. Nhưng câu cuối của các ngài là không cần thiết. Về điểm 7, chúng tôi chấp nhận về nguyên tắc nhưng muốn viết lại. Sẽ có một cuộc ngừng bắn chung trên toàn Đông Dương bắt đầu khi hiệp định được ký kết, xem như một phần của ngừng bắn, không được đưa thêm lực lượng ngoại nhập vào các nước Đông Dương. Chúng tôi chấp nhận điều 8 và điều 9. Như thế là chúng tôi đồng ý các điểm 8, 9, đồng ý về nguyên tắc các điểm 1, 2, 5, 6, 7. Tiếp đó ông nói về điểm 3 và điểm 4. Về điểm 4, Kissinger nói, như tôi đã nói trong phiên họp lần trước, quan niệm về bồi thường là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Tổng thống cho phép tôi nói với các ngài rằng, chúng tôi muốn khởi đầu một mối quan hệ với các ngài cũng như các nước Đông Dương. Do đó, sau khi ký kết hòa bình, Tổng thống sẵn sàng mở đầu một chương trình viện trợ lớn tất cả các nước Đông Dương xem như một cử chỉ thiện chí. Chúng tôi sẽ làm việc đó như một hành động tự nguyện mà các ngài có thể tin cậy, chứ không xem như một nghĩa vụ hay một điều kiện hòa bình. Mặt khác, chúng tôi có thể chấp nhận về nguyên tắc điểm 3 của các ngài theo nghĩa chung của nó. Chúng tôi có thể đồng ý là chúng tôi không cam kết với bất cứ một chính phủ nào ở Sài Gòn, nhưng cũng theo nguyên tắc ấy, chúng tôi phải được quan hệ với bất cứ chính phủ nào tồn tại ở đó. Chúng tôi sẵn sàng đồng ý về một mối quan hệ được quy định với bất cứ một chính phủ nào ở Sài Gòn sau khi Hiệp định Hòa bình được ký kết. Nghĩa là chúng tôi sẵn sàng xác định mối quan hệ cụ thể về kinh tế, quân sự và chính trị mà một chính phủ Sài Gòn có thể có với chúng tôi trong điều kiện hòa bình.
Về vấn đề này, chúng tôi sẵn sàng xem xét nghiêm chỉnh một số ý kiến nêu trong điểm 4B và điểm 5 trong đề nghị ngày 1 tháng 7 của bà Bình. Đó là mức xa nhất chúng tôi có thể đi cũng là mức tối đa các ngài có thể nêu ra một cách thực tế. Chuyến đi Sài Gòn đã làm cho tôi tin rằng cách nhanh nhất để bắt đầu sự tiến triển chính trị đó là chúng ta thỏa thuận trong mùa hè này một giải pháp cho cuộc xung đột. Hoa Kỳ không chống ý kiến về vấn đề thống nhất Việt Nam nêu ở đoạn 4A trong tuyên bố của bà Bình. Tôi cũng cần phải vạch rõ rằng chúng tôi giữ thêm điểm 2 trong đề nghị 7 điểm của chúng tôi. Cuối cùng, Kissinger kết luận. Bây giờ là thời gian chủ chốt để hai bên có những cố gắng to lớn nhằm thực hiện những tiến bộ để đi đến thỏa thuận. Không có lúc nào thuận lợi hơn để đem lại hòa bình cho nhân dân chúng ta và nhân dân thế giới. Xuân Thủy nêu ra một loạt câu hỏi và cuộc thảo luận kéo dài. Xuân Thủy muốn gây sức ép để Kissinger đưa ra một ngày cụ thể về việc rút quân. Nhưng ông ta không chịu mà chỉ nói rằng đó là điểm thứ nhất trong chương trình làm việc khi hai bên thỏa thuận về cái khung. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win-Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win-Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.